nhân chứng kể về sự bất thường của kẻ giết người đốt xác ở Đắk Nông. Ông L cùng một người khác ra chuồng bò thì phát hiện đống tro. Khi đào lên, họ phát hiện bàn tay, xương người chưa cháy hết. Hơn một tháng kể từ khi phát hiện những bất thường liên quan vụ bà BTL, 43 tuổi, chủ thôn Đắk Giờ Mo, xã Đắk Răng, Đắk Song, Đắk Nông, bị sát hại, ông LQL vẫn bị ám ảnh. Tôi cứ nghĩ sự việc chỉ có trên phim, không ngờ lại xuất hiện ngay nơi mình sinh sống, ông L thốt lên. Theo ông L, nghi phạm Trần Văn Hiệp, 46 tuổi, trú cùng thôn Đắk Giờ Mo, nghi phạm trong vụ án, đã có vợ, hai con lớn. Hiệp rất nóng tính, nhiều lần đánh vợ con. Gần 2 năm nay, vợ chồng Hiệp không ở với nhau. Người vợ về nhà mẹ thôn Đắk Cua, cùng xã, còn Hiệp ở nhà trong dãy, sống khá khép kín. Chỉ hay giao tiếp với nạn nhân là bà L và một vài người hay làm dãy cho ông ta. Nhà Hiệp cách nhà nạn nhân một quả đồi, ngăn cách bởi con suối. Bà L hay ghé nhà vợ chồng hát. L ở gần nhà ông LQL, tuy nhiên, bẵng đi thời gian, vợ chồng ông này không thấy nạn nhân đến, điện thoại không liên lạc được. Nghi có việc chẳng lành, vợ chồng hát. L kể cho ông LQL sau đó, những người này gọi em gái sinh đôi của bà L sống ở Gia Lai đến tìm kiếm. Khoảng ngày 4 tháng 9, ông L cùng người thân và một số hàng xóm, gồm 8 người, đến nhà chị L nhưng không có ai. Mở cửa nhà, mọi người thấy xe máy, điện thoại bà L vẫn còn nguyên nên nghĩ rằng chủ nhà đi đâu đó gần đây. Chúng tôi sang nhà ông Hiệp dò hỏi. Ông pha trà mời uống rồi bảo bà L được một người đàn ông đi xe máy màu xanh chờ đi. Ông Hiệp còn nói chính ông cho bà L 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi em gái ruột của nạn nhân gọi điện cho người đàn ông theo mô tả của ông Hiệp thì người này nói lâu rồi không sang Đắk Nông. Lúc này, ông Hiệp toát mồ hôi, có biểu hiện bất thường. Nhất là khi ông Hiệp thấy người em gái giống y chang bà L từ những bất thường trên cộng với linh cảm khi bước vào căn nhà của ông Hiệp nên tôi trình báo công an. Ông L nhớ lại. Sau khi công an đến nhà làm việc với ông Hiệp, ông L cùng một người khác ra phía chuồng bò thì phát hiện đống tro. Hai người đào lên thì phát hiện bàn tay, xương người chưa cháy hết. Ông Hiệp được đưa lên trụ sở công an, ông L và hàng xóm sau đó đưa xác bà L về nhà mai táng. Từ ngày bà L bị sát hại cho đến lúc phát hiện đúng 11 ngày. Sau khi giết bà L, khoảng 3 giờ chiều ngày 23 tháng 8, ông Hiệp uống thuốc tự tử nhưng không chết. Ông Hiệp đi nhờ người dân đưa sang phía nhà vợ để nói lời chăn chối. Sau đó, người dân đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Khi lành bệnh, ông Hiệp trốn viện về đốt xác bà L. Ông L cho biết thêm, chị MTBN, con gái nạn nhân L, cho biết từ khi xảy ra vụ việc đến nay, phía nhà ông Hiệp không đến hỏi thăm gia đình chị. Chị mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật nghiêm trị kẻ gây ra vụ việc. Chị N biết mẹ quan hệ tình cảm với ông Hiệp khoảng 2 năm nay. Thấy mẹ từng bị ông Hiệp đánh, chị từng khuyên mẹ nên chấm dứt mối quan hệ này. Do đi làm xa nên chị N ít có thời gian tâm sự với mẹ. Chưa kể, mỗi lần gọi điện cho chị, mẹ thường cắt ngang khi ông Hiệp xuất hiện. Khi nghe tin mẹ bị mất tích, chị N gọi điện nhờ người thân, hàng xóm đi tìm khắp nơi, nhưng không thấy. N không ngờ mẹ bị sát hại như vậy. Liên quan đến vụ án trên, theo điều tra ban đầu của công an, khoảng cuối năm 2019, ông Hiệp có tình cảm và chung sống với bà L. Tháng 6 năm 2022, bà L bán nhà đất của mình tại thôn Đắk Giờ Mo, mua mảnh đất rộng 5 sào ở xã Thuận Hà, Đắk Song. Tháng 8 năm 2022, bà L thiếu tiền trả khoản mua đất nên ông Hiệp đưa cho bà L 80 triệu đồng. Khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 8, sau khi đi làm dãy về, ông Hiệp cùng ăn cơm với bà L. Nạn nhân nói với ông Hiệp, em với anh không thể sống hạnh phúc được. Sau đó, bà L đứng dậy đi lấy quần áo, chai dầu gội. Lúc này, Hiệp đi theo, dùng tay nắm tóc nạn nhân giật mạnh xuống nền nhà. Tiếp đó, ông Hiệp đóng cửa nhà, cầm cây gỗ dài khoảng 80cm, vụt chúng vào bắp chân bà L. Nạn nhân kêu cứu thì bị ông Hiệp dùng cây gỗ đánh vào đầu. Bà L đi lên phòng ngủ thì bị ông Hiệp tiếp tục cầm gậy gỗ đánh vào đầu. Sau khi đánh người tình, ông Hiệp ra chiều phía trước nhà ngồi uống rượu. Thấy bà L ôm quần áo đi ra trước nhà, ông Hiệp lấy cây gỗ ném trúng sau gáy khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Sau đó, ông Hiệp tiếp tục quay vào uống rượu. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Hiệp đi ra thấy bà L vẫn nằm im nên bế nạn nhân đặt lên giường rồi uống thuốc cỏ tự tử. Rạng sáng hôm sau, ông Hiệp điều khiển xe máy đến nhà con gái ở cùng xã Đắk Nờ Răng. Tuy nhiên, đi được khoảng 2 km, ông Hiệp không đi tiếp được nữa nên nhờ người chở đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Đắk Song. Sau đó, ông Hiệp được chuyển đến điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, 2 ngày sau thì trốn viện. Chiều ngày 26 tháng 8, ông Hiệp ngửi thấy mùi hôi thối nên đã đưa thi thể bà L bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò rồi dùng củi, dầu diesel đổ liên tục trong 2 ngày. Nghi phạm nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô rồi đổ xuống suối sau nhà. Sáng mùng 4 tháng 9, gia đình bà L cùng hàng xóm vào nhà dãy của ông Hiệp thì phát hiện dấu hiệu bất thường.
Tại cơ quan điều tra, ông Hiệp đã khai nhận hành vi. Ngày 12 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hiệp để điều tra về hành vi giết người. Huỳnh Thủy, Tiền Phong.